Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi hành trình đi sửa chữa một em máy xúc nằm sâu phía trong bản. Hiện tại thì mình cùng với đoàn sửa chữa đang có mặt tại một cái địa chỉ thuộc Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình. Và phía trước trong mảnh nhỏ các bạn, đây là một em Doosan DX140 đời 2009 đang bị ốm. Con này hiện tại đang được bác chủ báo sửa chữa, bao gồm thứ nhất là thay gối bơm, thứ hai nữa là kiểm tra lại hộp số, tiếp tục nữa là thay một vài cái phớt may ơ cho con này. Đấy, các bạn cũng biết rồi, nằm sâu trong bản thì bao giờ cũng thiếu dụng cụ và thiếu đồ đạc, nên là đã sửa là phải sửa cẩn thận và đã sửa là phải sửa hết luôn, chứ mỗi lần gọi thợ rất là khó. Thì anh em chúng tôi di chuyển từ Hà Nội đến đây cũng gần cả 100 cây, nhưng mà không phải nó nằm ngoài đường trường mà nó lại nằm sâu ở phía trong rừng núi các bạn ạ. Đấy, thì nãy giờ anh thợ của chúng ta đã tháo được những cái phần râu ria như TO rồi các khớp nối bơm beo rồi. Bây giờ đang nhờ sự trợ giúp của con Komatsu PC120 kia để cẩu cái bơm này xuống dưới để có thể thay được cái phần giảm chấn giảm giật cho con này. Đây, con này là PC120. Đấy, máy xúc mà đôi khi nó không có cái móc ở phía trên gầu là một cái sự bất tiện cho một con máy. Cẩu thì phải cẩu bằng răng thì rõ ràng là rất là khó và không quan sát được. Dòng 209 này làm cũng rất là bền, nhưng mà do là nằm sâu trong phía bản này nên cứ mỗi lần có sự cố gì thì bao giờ nó sẽ khó khăn rất là nhiều. Anh em chúng tôi xuất phát từ sáng sớm để lên đây sớm nhất để có thể là sửa chữa cho con này trong ngày hôm nay phải xong. Đi xa thì xong càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Tiến máy lên một tí. Ra lò đi. Đấy, đôi khi máy không có cái phần cái móc gầu đằng sau là cái hạn chế vậy đấy. Rồi. Đây, Hòa Bình thì chỉ có đồi núi và keo là nhiều. Đấy, đây đây, kia anh ạ. Keo là nhiều. Đây là một cái bơm thủy lực của em DX140 này. Đấy, chật trội chưa? Bơm này bơm bãi chắc hơn 100 củ ấy. Giảm chấn giảm giật. Đây, vỡ hết rồi. Vỡ hết rồi. Đây, trong này vỡ rơi đây ra ngoài này. Chấn này bằng nhôm hay bằng gai? Bằng nhôm, nhôm. 4 cục. Bên kia 4 cục. 8 cục. Đây là cục cũ. Đó, hết rồi.
khi đã thay tháo xong, bây giờ là cái khâu các bác thợ của chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt cái bơm này trở lại nguyên vị trí cũ. Đôi khi chỉ vì vài cái cục nhỏ nhỏ đó thôi mà phải tháo nguyên cả một cái bơm ra. Cũng may ở đây có máy móc hỗ trợ nên là cái việc thay tháo nó cũng nhanh hơn rất là nhiều. Dung giật gì nữa không, rồi kiểm tra lại các hệ thống đường khí ô có bị chảy dầu chảy mỡ ở đâu để tiến hành khắc phục luôn. Đấy, phải thử chứ, nằm rất là sâu trong này nên khi mà thay tháo đồ rất là khó. Vậy nên là khi mà sửa chữa xong thì các bác thợ của chúng ta sẽ cần phải tiến hành kiểm tra thật là kỹ lưỡng. Mới mua luôn. Đấy, thử sơ sơ thôi, bây giờ mới là thử kỹ hơn. Phần này sau khi đã thử kiểm tra bơm đã đạt yêu cầu rồi thì phần này là bác thợ sẽ bắt bệnh để kiểm tra về phần hộp số. Đấy, thì nghe đâu hộp số nó có cái tiếng nó không được ngon lành cho lắm thì có thợ sẵn ở đây sẽ kiểm tra luôn là để xem là hộp số của con này nó có vấn đề gì không, nó có chạy nhanh chạy chậm, yếu khỏe hay là chảy dầu chảy mỡ ở đâu không. Hộp số này nếu như mà phải gỡ xuống thì sẽ mất nhiều thời gian hơn, nặng nhẹ thì mất ngày 2 ngày, nhưng nếu mà chỉ cần chỉnh trọt tăng lên cho nó khỏe thì chỉ một tí là xong thôi. Tiến hành tanh chỉnh một chút lên thì bây giờ sẽ kiểm nghiệm trực tiếp luôn trên cái phần là leo dốc cao để xem là nó có khỏe hơn không. Đấy,
beo phà phà khỏe thì bơm beo mới đạt yêu cầu được. Xuống dốc này sẽ xuống dốc sâu hơn bạn ạ. Dốc này cao hơn. Dốc này cao hơn. Để thử nó mới chuẩn được. May ơi thì bác thợ chúng ta đã ngó và kiểm tra sơ, không phải nó bị chảy dầu nên sẽ không cần phải xử lý và khắc phục cái đó, chỉ có thay lại giảm chấn giảm giật cho cái bơm tổng thôi và chỉnh sửa lại cho cái phần di chuyển cho nó nhanh và khỏe hơn. Ở trong những địa hình đồi núi như này thì không cần máy phải chạy nhanh, vì không có đường để cho chúng ta chạy nhanh. Chỉ cần làm sao khỏe leo được lên dốc, mở đường để cho xe đi thôi. Chán theo yêu cầu thì thôi. Sau khi thay xong cái bộ phận giảm giật giảm chấn cho cái bơm tổng và chỉnh sửa cho cái phần hộp số thì một con máy đã hoạt động ngon lành trở lại. Đấy. Sau khi sửa chữa xong thì anh em chúng tôi sẽ tiến hành thu dọn đồ để trở về với Hà Nội.
kết thúc một ngày sửa chữa và bảo dưỡng xong xuôi cho em Dosan DX140 đời 2009 nằm sâu phía trong bản này. Rất là nhanh thôi các bạn ạ. Thợ thì có nghề, có nhiều kinh nghiệm thì cái việc thay thế và khắc phục sẽ được nhanh hơn và được đảm bảo hơn. Đấy. Sau khi chỉnh sửa xong thì máy ngon lành và khỏe hơn rất là nhiều so với cái thời điểm trước khi sửa. Video của mình hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.